Tiếp theo là mình giải câu 3 bài tập chương 2, cho biến ngẫu nhiên x có phân phối xác suất như sau. X nhận giá trị bằng 1, xác suất là 0,1. X bằng 3, xác suất là 0,2. X bằng 5, xác suất 0,3. X bằng 7, xác suất 0,3. Và x bằng 9, xác suất 0,1. Tìm lực phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên y bằng min của x và 4. Thì ở đây trước tiên là chúng ta xác định miền giá trị của biến ngẫu nhiên y. Thì ta thấy min y nó bằng min của x và 4. Như vậy thì nếu x bằng 1 thì y nó sẽ bằng 1. Nếu x bằng 3 thì min của 3 và 4 là 3, vậy thì y bằng 3. Còn nếu x bằng 5, 6, 7, 5, 7, 9, x bằng 5, 7, 9 thì min của x và 4 là nó sẽ bằng 4. Như vậy thì miền giá trị của y nó chỉ có 3 giá trị là 1, 3 và 4. Thì xác suất x bằng 1 nó chính là xác suất, xin lỗi, xác suất y bằng 1 nó chính là xác suất của x bằng 1 là nó bằng 0,1. Còn cái xác suất y bằng 3 nó chính là xác suất x bằng 3 luôn. Đúng chưa? Xác suất x bằng 3 là 0,2. Và cái xác suất y bằng 4 á, thì nó là bằng xác suất x bằng 5 cộng cho xác suất x bằng 7 cộng cho xác suất x bằng 9. Và cái này cộng lại là mình được là 0,7. Như vậy thì mình sẽ được cái bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên y như sau. Y nè, xác suất y bằng y nhỏ. Thì y nhỏ nó có thể là 1, 2, 1, 3, 4 và xác suất tương ứng của nó là 0,1, 0,2 và 0,7. Vậy thì cái câu 3 này chỉ đơn giản thế thôi.